Sức khỏe là điều tuyệt vời nhất là yếu tố sống còn của mỗi con người Vậy chúng ta nên nâng niu Trân trọng sức khỏe Đây là kênh Sống Vui Sống Khỏe Và tôi là MC dẫn chương trình Đào Nguyễn Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay các bạn trong đầu Có một chút gì mới lạ không ạ à? Đầu mất cấp kỹ càng hơn một chút Trang phục cũng điều đà hơn Phong cách cũng trẻ trung hơn Bởi vì với Đào thay đổi mình một chút để mới mẻ hơn mỗi ngày để yêu bản thân hơn và yêu cuộc sống này hơn có một câu nói rất hay và chân lý của nhà Phật đó là không tri tìm quá khứ không vọng tưởng tương lai an trú trong hiện tại bởi vì quá khứ đã qua rồi tương lai thì chưa tới giờ chỉ còn hiện tại nhưng thật lòng đầu muốn quay trở lại quá khứ một tí để đầu nói cho các bạn biết rằng hiện tại Đào đã thay đổi tốt hơn như thế nào? Đào đã từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời bởi vì cơm áo, gạo tiền mà Đào đã bỏ bê bản thân. Cho đến khi một ngày biết mình mang trong người một căn bệnh năng y vô phương cứu chữa thì Đào đã giật mình hiểu ra rằng lối sống mà lâu nay Đào chọn lựa đang bị khiếm khuyết tuy nhiên bằng nghị lực ý chí và sự lạc quan đào đã trải qua thời khắc khó khăn đó nhưng mà đào rất may mắn cái thời khắc khó khăn đó đã có người thân bên cạnh đào có ông xã yêu thương thật nhiều đã động viên chia sẻ đào còn có những đứa em tuyệt vời đồng hành và luôn cùng đào để đi qua đi qua những ngày tháng giông bão đó thì đào nhận ra rằng được sống là một điều thiêng liêng nhất. Cuối cùng Đào muốn nói với các bạn rằng để có một cuộc sống an yên, hạnh phúc, lạc quan hơn, chúng ta nên thân cận với người hiền, gặp gỡ những người bạn thiện lành, gần những người luôn truyền năng lượng tích cực để chúng ta học những bài học đắt giá cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Và có một câu nói đầu rất tâm đắc. Cách nhanh nhất để lấy lại sức mạnh cho bản thân là chúng ta tự yêu lái mình hãy yêu mình yêu đời các bạn nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo